Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Zenith. Đây không phải là một chiếc đồng hồ quá đắt, nhưng tôi khẳng định với anh em, đây là một chiếc đồng hồ có lớp vỏ rất là đặc biệt. Và chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt ở lớp vỏ? Chúng ta cùng tìm hiểu ở trong video này anh em nhé. Đây là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Duffy, được giới thiệu vào tháng 11 năm 2020. Và đây là một chiếc đồng hồ mà tôi phải khẳng định với anh em, mức giá nó rất là hợp lý so với cái chất liệu, nếu như chúng ta so sánh với những cái thương hiệu đồng hồ khác. Và đây là một chiếc đồng hồ với lớp vỏ được làm full carbon. Khi chúng ta nhắc đến những phiên bản mà full carbon thì chúng ta có thể nhắc đến những chiếc đồng hồ ví dụ như là những chiếc Roger Dubuis Excalibur Spider full carbon với Flying Tourbillon, hay là một chiếc Louis Chamille đến từ dành cho bộ sưu tập nữ, và một chiếc nữa cũng là thuộc LVMH, đó chính là Bulgari Octo với Minute Repeater. Tất cả những chiếc mà tôi vừa mới nêu lên ấy, thì đều có mức giá sàn là trên 150.000 USD. Và đó là những cái chiếc đồng hồ với lớp vỏ carbon. Thực sự mà nói, bây giờ hiện tại lớp vỏ carbon đa phần đều đắt giá hơn vỏ vàng, khá là trái ngang như vậy. Mà carbon, nếu như mà nói hiểu đơn giản với những anh em mà chưa chơi đồng hồ nhiều, thì carbon ấy nó giống như than ấy, chúng ta thấy những cái than củi ấy, chúng ta đốt xong rồi nó cháy thành than này, nó cầm lên nó nhẹ như vậy. Trước đây thì Zenith đã từng làm những chiếc đồng hồ có cái case, tức là chỉ có một cái củ đồng hồ không, làm từ carbon. Nhưng đây là chiếc đồng hồ đầu tiên hãng làm cả dây bằng carbon. Theo như lời của CEO Zenith hiện tại, đấy là ngài Julien Tonnare, thì chưa có một thương hiệu nào làm một chiếc đồng hồ full carbon với cái mức giá hợp lý như vậy. Có nghĩa là chỉ khoảng 20.000 USD thôi. Đó. Thì với chiếc đồng hồ này, đầu tiên thì chúng ta hãy nói đến những cái ưu điểm về một chiếc Zenith bằng carbon đi. Đó chính là nhẹ, rất nhẹ. Với cái chức năng đơn giản thì hoạt động của chiếc đồng hồ này cũng vô cùng ổn định, chỉ có 3 kim một lịch. Thế nên là cái việc hỏng hóc cũng như là những cái vấn đề liên quan đến chức năng chúng ta không quá bận tâm. Và nếu mà so sánh với những cái phiên bản full skeleton với chức năng chronograph, thì với chức năng chronograph thì nhìn khá là rối mắt. Thì chiếc đồng hồ này 3 kim một lịch rất đơn giản, thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát giờ phút giây hơn. Với cái logo, cái phần 5 cái ngôi sao này ở trên mặt số của chiếc đồng hồ với cái rotor, thì chúng ta sẽ thấy được là chiếc đồng hồ này được mạ đen, và nó là từ một cái chất liệu tên rất là hay, giống như những cái phim của Marvel ấy, Ruthenium. Đó, thì chất liệu Ruthenium này nó là một cái kim loại chuyển tiếp trong nhóm platin, nó có màu đen và được ứng dụng nhiều trong những chiếc đồng hồ Zenith hiện tại. Và với cái chất liệu này thì Zenith đã trải xước cũng rất là đẹp mắt. Thì mời anh em có thể là cùng tôi nhìn ở trong video đó, từ mặt trước này đến rotor này, thì cái chất liệu ruthenium được trải xước rất là đẹp mắt, tăng giá trị cho một sản phẩm. Và khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề ví dụ độ hoàn thiện đó, thì đây như anh em, nếu mà xem nhiều video của Gia Bảo Luxury rồi thì chúng ta sẽ phân biệt được đây có phải là độ hoàn thiện tốt hay không. Nào, chúng ta cùng chuyển qua đến cái phần mà tôi thích nhất ở chiếc đồng hồ này, đó chính là cái lớp vỏ full carbon. Với cái họa tiết full carbon cũ ấy, thì chúng ta sẽ thấy được nó là sẽ là những cái lớp xếp như là hình bàn cờ, thì thực sự là nó nhìn nó rất là nhà mắt và nó khá là truyền thống rồi. Đó là lý do tại sao mà Richard Mille hay là những cái thương hiệu hiện tại đang làm full carbon ấy, họ lại làm một cách hoàn toàn khác, nó hiện đại hơn, với cái những cái họa tiết nó có một chút gì đấy, nó giống như tôi gọi là họa tiết camo ấy, hơi quân đội, hơi lính một chút đó, giống như theo tiếng Anh nó camouflage đó. Ở cái vân carbon hiện đại của Zenith hay là những cái thương hiệu hiện tại đang làm ấy, không theo một cái đường lối nào cả, và nó rất kiểu freestyle đó. Có những cái khoảng mờ, những khoảng thô ráp, hay lại có những khoảng sáng bóng, đó là một cái điểm rất là thú vị với một chiếc đồng hồ carbon. Và tôi đặc biệt thích cái phần dây của chiếc này, chiếc Zenith full carbon này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hãy nhìn đây, nếu đánh giá thì nếu như mà ra ngoài nắng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái độ bắt sáng nó rất là đặc biệt.
phiên bản Zenith Defy này thì chúng ta sẽ có một phiên bản là dây cao su, với cái dây cao su và dây vải nó kết hợp với nhau, thì cái phiên bản đó nặng hơn cái phiên bản này một chút. Và tôi thì tôi thấy phiên bản đó nếu như để phù hợp thì mức giá phù hợp hơn này, và nếu như chúng ta có cái một số cái dây màu sắc kết hợp nó rất là đẹp. Kể cả là về cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì điểm qua một chút để anh em khỏi quên, nó cũng là một cái caliber 670 SK Elite, 670 SK Elite với ngựa và bánh xe gai, thì tôi gọi là tiếng Anh nó là pallet level và escape wheel ấy, đều là làm từ silicon tăng khả năng chống nhiễm từ đó. Thì công nghệ cũng được gọi là cao, công nghệ cao. Biên độ dao động 28.800 nhịp trên 1 giờ, 50 tiếng cót với 27 chân kính. Đây, chúng ta sẽ thấy được tôi cân lên trên chiếc cân hoàn toàn là phun mắt dây nên chưa có cắt mắt hay là gì cả. Thì chiếc đồng hồ này đúng là chỉ nặng chưa tới 65 gram. Đó, chưa tới 65 gram. Còn chiếc đồng hồ Hublot full titanium mà tôi đang có ở đây thì nặng tới gần 110 gram. Tức là chúng ta sẽ tiết kiệm giảm đi được khoảng 40% cái trọng lượng. Đó là lý do mà đeo chiếc đồng hồ này sẽ rất là nhẹ và gần như là cảm giác không đeo. Tuy nhiên là nhược điểm của carbon hoàn toàn có nha anh em nhé, chứ không phải là không có. Nếu như mà vỡ hoặc là bị va đập, chấn động, nó bị sứt, nứt, vỡ thì cái việc mà chúng ta sửa vô cùng khó. Và chúng ta chỉ có một cách, đó chính là đem vào hãng, chờ đợi, và với một chi phí tương đối là lớn. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì tôi cũng mong muốn là nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi cũng như là ý kiến đóng góp về video, cũng như là có những câu hỏi gì về chiếc Defy với vỏ carbon này thì đừng ngần ngại comment ở phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.